chế độ mình. Thứ mai là mình sẽ review với anh em cơ. Nhầm, hôm nay mình sẽ chơi con hero về anh nhầm. Hero nữ nha. Mệt quá cái game đó anh em ạ. Ui đồ đồ đi mà. Nghĩ lại thì chơi con hero hero nữ là chơi nhất. Nên là hôm nay là mình đã có mặt tại xứ sở của những con chuột túi để có thể chơi chế độ zombie thực vườn nào. Review tiện thể là chơi luôn con hero nữ này. Thôi, à clip bắn. Tờ phết. Phết nổi anh tơ. Mỗi bọn chiến binh mà không anh không làm nổi hết được. Bọn chiến binh này dễ ăn mà. Rồi anh lết không được chúng em đâu. Ở đây chúng tôi nó không có lết nha. Anh tơ lên nhớ đứa cho em. Rằng bắn xa chẳng có đam gì anh ạ. Tầm 100 viên, 200 đam. Đấy không? Rất là yếu. Tâm lại còn to nữa. Rồi anh em cẩn thận nha, tại vì là ở sở tết này rất là nguy hiểm, mình bố móc tin lắm. Tí mình cho anh em xem sức mạnh của cái bọn y tá và chế chấp trong mắt này là lợi hại mức độ nào. Anh em không nhìn được đâu, về Việt Nam cái chắc là bị mặn vạ hết cả phòng luôn, từng thằng một đáp thoáng. Ôi dồi ôi, nó kinh khủng. Đây là CQ nha, CQ mà thường người ta không thích chơi choáng ấy đâu, ít khi mình gặp lắm. Thế còn kể về Việt Nam chắc là mấy bố định mệnh cầm bơm choáng các kiểu con đà điểu định mệnh. Thôi xong, thế là thôi xong. Tô la, tô la, tô la, chạy lên thượng sách em ơi. Ui chạy lên, bị bom gì chứ nó đập cho phát đấy. Này anh em, tí nữa nha. Sẽ có một số thành phần rất nguy hiểm buôn đi vào chỗ này đấy, ý nghe sẽ được thấy. Và sẽ có một thành phần nó được mọc đây đó, rất là nguy hiểm. Nên là khi về thì chỗ này thì Việt Nam gái là anh em phải mua cho mình thuốc trợ tinh ngay đó, thì là anh em xác định thì chúng mày phải giết chúng nó. Để mà biến được hero á, vậy nó phải gọi là một quá trình chơi rất khó nha. Em thủ gì đấy, khả năng cao là win rất là cao nhưng mà chưa chắc được. Từ khi mình qua sở kép khỏi ưu đạn này đấy, vẫn nát, cứ phải không nát. Và này không nát là mình có linh cảm là tỷ lệ win được tăng cao. Mình chỉ nói vậy thôi chứ chưa chắc win được. Chế độ này về Việt Nam á, định mệnh anh em bóp nhau thôi rồi lượng ơi luôn. Trời ơi, ra đây, mày ra đây. Tao có sẵn lòng. Úi dồi, một thằng ngu. Không có bố còn zombie nào nó cũng qua đây luôn mà. Được. Mình sợ nhất là đoạn step này, đoạn này nó nát nhanh cực. Anh em thấy không? Đi tá các kiểu con đà điểu rất là nguy hiểm. Tốt nhất là anh em mình đi một vòng quanh để cho mình như mình vậy. Đi một vòng quanh nó cũng phải chú ý con tia chớp nha. Tia chớp là anh em phải bắn chết nó ngay, không thì tí nó trở cho thì thôi rồi.
từng thằng một ra đi. Chứ hôm nay cũng là một clip đầu tiên mà mình bình luận. Như còn livestream thì mình cũng bình luận đầy. Khả năng cao là không nát lắm. Tỷ lệ win ba này có vẻ cao đấy. Đấy, ấy win lần 3 sao? Mà win lần 3 thì thôi, phê. Thì nãy giờ bắn được 5 triệu, thôi tập trung bắn thôi anh em ạ. Thằng nào vào đây bóp kill cho tao cá. Trời ơi, đang win xem thì vậy, xem một tí phải bỏ video rồi. Nào ra đây. Ra đây xem nào. Thôi cả, bắn được. Đúng rồi, vào đây. Bộ chạy. À nhớ anh em có hỏi là bảo mình làm lại clip tăng FPS đúng không? Ok. Quên đấy. Hứa với anh em mà mình quên. Mình phải làm lại thôi. Chứ mấy bố bảo là nhạc to quá. Thế là từ bây giờ mình sẽ không bình luận nữa nha. Tại vì bây giờ mình sẽ bình luận không có nhạc nữa. Thế anh em mà muốn bình luận thì có thể để số 1 nha. Anh em bình luận mà làm theo kiểu giống là viết nhạc đấy. Thế anh em có thể là comment phía dưới bấm là số 2 thế thôi. Nhưng cần gì nhiều. Chứ thực sự là mình cũng thích bình luận. Mình thích bình luận cho anh em để clip nó được vui tí. Suốt ngày ghép nhạc với anh em cũng chán rồi đúng không? Từ tao kìa. Trời ơi. Cô chạy nhanh nhanh anh em ạ. Giờ tầm may mà không chạy thì chỉ có ăn đờ bờ ăn cờ. Rồi đến cái sở chất định mệnh này rồi. Ngay mấy cục này không tìm mấy con y tá nó móc. Đấy anh em phải cẩn thận nha. Như vậy chết chết nó xếp đầy quả lên á. Tôi là thoát rồi anh em ạ. Tỷ lệ win rất là cao đấy. Rồi một thằng chạy cối ở dưới kia. Đến đây ra cover cho anh em. Lên đi. Để win nó vẻ cao này. Rất cao luôn. Thì chết nhiều quá. Thôi chạy chạy. Bây giờ nói thì nói thì cũng phải chạy á. Ui bọn nó móc lên kia kìa. Chạy đi. Em thù rất là nặng vào. Thua bây giờ. Rồi tự nát rồi. Để vậy lại win lần. Liệu có win lần 3 không anh em? Trong 2 buổi livestream kia win rồi. Ui rất cao lắm. Thôi ít ngay mà đến đoạn này chỉ có nát thôi. Ui dồi ôi bò. Đến cửa cuối rồi. Thôi không thủ đâu. Nát rồi. Ui làm sao đây. Rồi bắn mất. Ui dồi. Ôi sao rồi. Ủa. Trao đỉ ma. Mẹ. Thề. Nhiệt quá. Biết ngay mà. Thua ngay. Ok, phê thật bạn rồi, bắn phê quá.
น้าเรื่องมาจัดยึดตัวเองเลยเลยวะสามโกลเลยเจ๊เหรอเนี่ยดีดังแล้วเราวิ่งเลยมาอีกตัวเองแค่เดบอยhai cái đại bác ngon được mệnh trận rồi không có tư có nghĩa là phải win rồi ấy ý thật quả vừa quá phi anh em phải gọi là cover như cái cc một thằng ra đi còn tia chớp nhiều thật bên này cổ phiếu tia chớp rất cao toàn ba giết với xong vít nghe mình thấy không lệnh mệnh phòng toàn ba giết xong vít trời ơi phòng đại gia ở đây chứ đâu và xong vít này đây xong vít này đó không vít phết phòng này vẫn ngon phết chứ đùa đâu tơ phế quá trận này hơi tơ hơi phế rồi mà không nên chủ quan được nào ngồi xuống đây à một kia đẹp vớicô chạy té ngay thôi nát rồi ui giời ơi từng hàng ra đi không đỡ được rồi được vừa tí đấycứ phải chú ý là này từ sau không hiểu sao cái tên của tao lại nghĩ ra là cái trò này làm chiến binh nó khó sống chết ạ nó khó sống ở cái sở tiếp này dạ đừng móc phải gọi là kìa ơi tao quá kìa mù thế ôi giặtôi nát rồi chạy ui được phết kìa chạy đi hay bắn chết nó được hay đam này ngon hi đam ăn ngon phết chưa đâu ôi FC đừng làm ấy nữa thôi điếu đại bác mít ạ ồ mày
รู้ละยิงมาฟังตอนนี้ไหนโอ้ชะโดนปะใหญ่ในบันเฟ่นะไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฟ่เฟ่โอ้โหเฟ่โอ้โหเฟ่โอ้โหไม่เฟกว่าโหใช่เกูตอนนี้จ้ามึงแหม่แล้วเซฟของมึงกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซลชื่ออะไรอ่ะเซลโอ้หมดเราฉันกิ้วอ่ะว้าเราจะกินก็ไม่ถูกเหรอเฟ่ทุกคนเฮ้ยใช่เฟ่ท่านแหละเป็นหัวเลยใช่เฟ่เท่เต็งอะไรเงี้ยเนาะเฟ่วะเฟ่กว่าเฟ่กว่าหมดเราจะกินก็รีบเป็นได้ไหมเนี่ยบ๊ายบายเงี้ยครับบ๊าย